Xin chào anh em, mình đang ở nhà, hồi sáng có post một cái hình ảnh về chiếc iPhone 3GS này. Có một bạn cũng đặt yêu cầu là trên tay nhanh về nó. Thì ngay bây giờ sẽ là một vài những cái chia sẻ nhanh của mình về sản phẩm này. Cái máy này thì mình đã mua từ cách đây cũng khá là lâu rồi. Nó được ra mắt vào năm 2009 nhưng mà cái hồi đó thì nó rất là cao. Mình nhớ không nhầm là mình mua từ cái lúc mà 2012 hay là đầu 2013 gì đó. Và đến bây giờ thì đã sau rất nhiều năm và nó vẫn có thể sử dụng được một cách bình thường. Cái máy này anh rể mình hiện nay đang sử dụng và ông ấy vẫn còn chơi game một cách bình thường, và ông ấy chơi đó là Big Cool. Đâu ấy nhỉ? Đây, Big Cool đây. Hôm trước thì nói về những chiếc iPhone cũ tại sao được yêu thích ấy, thì mình cũng đưa cái ví dụ của chiếc 3GS này vào đây. Chính là cái sản phẩm mình nói đến đây nhá. Anh em không phải thắc mắc là ở đâu nhá. Kinh khủng luôn. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ một chút thì iPhone 3GS cái thiết kế của nó sẽ khác đi so với iPhone 2. Nó là một sự cải tiến nhưng mà nó lại không khác gì so với iPhone 3. Chúng ta có một cái viền kim loại này chạy xung quanh để bảo vệ màn hình. Và phía mặt lưng đằng sau thì chúng ta sẽ có cái thiết kế đó là bằng nhựa. Nhựa lần này thì nó là một cái kiểu nhựa bóng rất là dễ xước. Tuy nhiên thì nó lại được gia cố bằng ở bên trong, đó là bằng một khung bằng kim loại. Và cụ thể ở đây thì nó sẽ là bằng thép. Tức là chúng ta có nhựa bên ngoài nhưng vẫn có thép ở bên trong. Tức là kim loại vẫn lồng vào nhựa để mà tạo ra một bộ khung rất chắc chắn. Apple đã làm được nó từ những năm đó là 2009 và cho đến bây giờ thì chị LG G5 đã làm đúng với cái phong cách thiết kế tương tự là như vậy. iPhone 3GS thì mình thích có một cái điểm đó là nó bo góc ở bốn cạnh, bốn góc. Nói chung là không tìm được một cái điểm nào gọi là sắc cạnh và phẳng trên sản phẩm này. Vậy nên là cái cảm giác cầm nó cho lòng bàn tay của các bạn là quá tốt. Thế nhưng mình đã nói rồi, bằng nhựa, bóng thì sẽ rất là trơn nếu mà các bạn ra nhiều mồ hôi tay. Mặt lưng đằng sau thì chúng ta sẽ có nổi bật lên đó logo của táo và cái camera ở đây với độ phân giải là 3,15 MP, không có đèn flash. Và cái camera này có autofocus. Vậy nên là trong cái lúc mà nó được ra mắt ấy, thì 2009, sản phẩm này cũng được đánh giá là một thiết bị chụp ảnh khá là đẹp, dẫn đầu thị trường cơ mà. Hay nói về mặt trước một chút nào. Chúng ta sẽ có cái màn hình là 3,5 inch và độ phân giải đó là 480x320. Nó khá là rỗ bây giờ, nhưng mà ở cái thời điểm mà nó ra mắt ấy, thì thôi rồi luôn. Cái màn hình được rất nhiều người trang khen ngợi. Màu sắc chuẩn này, độ sáng cao này, cũng như là cái góc nhìn của nó thì cũng khá là tốt. Nhưng mà tốt ở thời điểm đấy thôi, chứ bây giờ thì mình thấy nó cũng cùi rồi. Đây là mình dán cái cường lực và nhìn nó hơi củ chuối thì anh em thông cảm. Cái cảm ứng của những chiếc iPhone thì vẫn luôn đánh giá rất cao. Và cái sản phẩm này tuy đã được ra mắt rất là lâu rồi, nhưng mà khi các bạn nhắn tin thì cái tốc độ phản hồi là một này, cũng như cái độ chính xác của bàn phím là rất ấn tượng. Mình nói thật với các bạn là nhiều thiết bị Android sau này á, cái độ chính xác của cái bàn phím cảm ứng còn phải sách dép so với những thiết bị iPhone, mà thậm chí bây giờ là iPhone 3GS luôn. Rất là bá đạo luôn. Máy thì không có camera trước nên anh em cũng đừng có mong đợi gì nhiều. Sau này hiện nay thì đang được chạy đó là iOS 6.1.3 và đã full jailbreak. Đây là một thiết bị máy lock, thế nên là chúng ta sẽ cần phải jailbreak và unlock bằng phần mềm. Các bạn vẫn có thể lắp SIM và sử dụng một cách bình thường, không gặp bất cứ một khó khăn gì cả. Rất là ngon. Máy này của mình thì đang có phiên bản là 8GB nhá. Thế nhưng mà các bạn có thể để ý này. Đấy. Vì đã ra mắt được quá lâu và dùng rất là lâu rồi nên bây giờ nó đang bị lọt bụi rất là nhiều trong màn hình này. Nó chả ảnh hưởng gì đâu. Tuy nhiên thì nhìn thì đôi lúc nó hơi khó chịu một chút. Anh em cũng phải thông cảm, chịu mà thôi. Thế mới thấy được rằng Apple đã làm ra một sản phẩm rất là tốt sau bao nhiêu năm mà nó vẫn có thể sử dụng được một cách rất là bình thường. Điểm lại thông số cấu hình thì chúng ta sẽ có là con chip A4 với xung nhịp là 800MHz, 256MB RAM và cái con GPU thì mình không nhớ nó là cái gì nữa rồi. Quá lâu. Đây là video mình mở màn một chút trên cái channel mới này của mình. Mình đang sử dụng chiếc đó là LG G5 để quay lại video này. Các bạn cũng có thể tham khảo qua được cái chất lượng quay phim của G5 cũng như thu âm của nó là tốt như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like, share và đặc biệt hãy subscribe kênh YouTube riêng này của mình nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!